tuổi già và tô cơm chiên tuổi thơ. Anh em tôi sinh ra vào những năm 1970 và lớn lên trên mảnh đất Sài Gòn hoa lệ. Nhưng chúng tôi không có được cái may mắn như những đứa trẻ thị thành khác, dù cha mẹ chúng tôi là những người có tri thức và rất chịu thương chịu khó. Và tôi tin rằng cũng không ít gia đình khốn khó như gia đình tôi. Ấy vậy nhưng ba mẹ chúng tôi vẫn quyết tâm làm đủ mọi thứ công việc lớn nhỏ để lo cho anh em tôi ăn học tới nơi tới chốn. Cái câu nói mà tôi nhớ nhất là chỉ có con đường học hành mới có thể thay đổi phận nghèo. Và có lẽ cũng chính vì vậy mà anh em chúng tôi thường xuyên nhận những trận đòn roi tối tăm mày mặt khi kết quả học tập kém hay có dấu hiệu chểnh mảng. Buổi sáng nào trước khi đi học, hầu như anh em chúng tôi đều phải quất một tô cơm nguội chiên lại to tướng, triền miên khói lửa. Lúc đầu ngán ngược, nhưng ăn riết rồi cũng quen và mất luôn cái cảm giác chán ngán. Cứ sáng sáng còn ngái ngủ, mơ màng mà nghe mẹ chiên cơm khua rộn rãng là tỉnh giấc luôn. Cảm giác như bạn đang sống gần chợ mà nghe tiếng ý ới buổi sáng vậy. Nó trở thành một thứ thanh âm đi vào cuộc đời bạn, đi vào tâm thức bạn, mà sau này khi trưởng thành bạn không thể nào quên. Vì ba anh em tôi sinh cách nhau năm một nên khi ăn cũng hay ngồi cùng. Ba đứa ba tô cơm nhựa hoặc mica cùng nhau khua vét sạch sẽ mỗi buổi sáng rồi mới cắp cặp đến trường. Những tưởng, những âm thanh ấy, những hình ảnh tuổi thơ hàng vi ấy đã vĩnh viễn chôn vùi theo thời gian. Nhưng không, chúng chợt ùa trở lại một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc khi tôi về Mỹ Tho tình cờ ăn tô cơm chiên của ngoại hai 84 tuổi ở vỉa hè. Hình ảnh một bà cụ già U90, lưng còng, tay yếu, chân run, sắp xỉ tuổi ba mẹ tôi mà mỗi ngày vẫn còm cõi từ 3-4 giờ sáng để bán chưa đầy 20 tô cơm chiên mưu sinh, làm tôi thực sự xúc động. Càng xúc động hơn khi bà từ chối làm tiếng rao và xin nhường phần lại cho người khác mà theo bà là cần hơn. Ngồi lùa chén cơm chiên kiểu Dương Châu xưa của bà nấu, tôi không thể cầm lòng. Ký ức tuổi thơ hàng vi qua tiếng khua vét tô cơm nhựa tới hạt cuối cùng, nó làm tôi nhớ tới hình ảnh mẹ tôi mấy chục năm trước vô cùng. Nhìn bà hai, tôi nhớ thương mẹ tôi giờ đang nằm viện vì bạo bệnh. Ôi sao mà tuổi già nó cô đơn quạnh quẻ thế. Con cái khá giả thì lao đầu đi kiếm tiền, chẳng dành đủ thời gian để chăm sóc cha mẹ. Còn con cái khó khăn thì cha mẹ cũng thà ra đường cày cuốc buông gánh bán bưng, chứ không muốn làm gánh nặng cho con. Ai rồi cũng già, cũng sẽ đến cái tuổi thất tuần, bát tuần, cửu tuần. Liệu có ai hiểu cho nỗi lòng của cha mẹ già hay những ông già, bà cả, mưu sinh hè phố? Nếu không giúp được gì lớn lao thì một hành vi, một cử chỉ quan tâm nhỏ bé đối với người cao tuổi cũng thực sự có ý nghĩa vô cùng to lớn mà đôi lúc chúng ta không hề nghĩ tới. Nghĩ cho cùng, ta có mất gì nhiều đâu.